hành trình chia sẻ kiến thức nhỏ đòi hỏi tâm huyết rất lớn. Bác sĩ Huy, kênh nội dung nhỏ về kiến thức chăm sóc sức khỏe với mục đích lớn là trở thành một kênh uy tín mang đến những nội dung y tế sức khỏe chất lượng. Cao Cường Vũ, bắt đầu với series nhỏ Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Cùng với cách làm video thu hút, Cường đã mang đến lượng kiến thức lớn, giải mã những bí ẩn về đa dạng chuyên mục cho hàng triệu người theo dõi. Oanh Gấu, cô gái trẻ dùng chiếc điện thoại nhỏ để mang đến bất ngờ lớn về cách quay dựng video mới lạ, gợi ý mẹo hay để lên xu hướng cho người dùng trên nền tảng TikTok. Không ngại thử thách, nội dung sáng tạo nhỏ xinh của Châu Khả Di mang đến những hữu ích lớn, từ cách tận dụng cây bút lông đơn giản để trang trí vở đến cách tái chế làm những món đồ thủ công đẹp mắt. Đang đọc gì đấy với góc nhìn sâu sắc về những tác phẩm văn học, đã dùng góc nhìn nhỏ của mình để tạo sức lan tỏa lớn đến đông đảo người xem và khuyến khích người trẻ đọc sách. Một trong những nhà sáng tạo nội dung dẫn đầu trong chuyên mục giáo dục, các clip nhỏ dí dỏm, hấp dẫn của Kiến Không Ngủ đưa đến khám phá lớn đầy thú vị. Ai sẽ là nhà sáng tạo nội dung được vinh danh ở hạng mục Best Education?